Dạ. À, đường tỉnh 722 anh. Còn 130 cây nữa tới Đà Lạt. Hello, đang trên đường. Đang trên đường đi Đà Lạt, còn khoảng 70 cây nữa tới Đà Lạt thì gặp cái suối này rất là hay. Đây nó có một cái đường dẫn xuống. Nó có một cái đường để băng qua cái suối này. Nhưng mà người ta đã làm cái cầu cho mình đi cho nó an toàn rồi. Nhưng mà vì đẹp quá cho nên là cũng ghé lại đi làm vài tấm hình. Có cái bạn kia vẫn đang rửa xe. À, đường tỉnh 722 anh. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Superhero.
60 cây nữa tới Đức Trọng. Còn khoảng 60 cây nữa là tới Đà Lạt. Trong suốt cái hành trình thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái món mà ngon nhất trong cái chuyến hành trình này. Đây là món ăn ngon nhất trong chuyến hành trình. Quá đuối. Anh thôi. Hai anh em đi Minker. Cái tiếng mà các bạn vừa nghe hồi nãy là chiếc Minker. Minker leo đèo hơi bị phê. Không có ngắn đĩa. Đi đèo rồi. You're a superhero. Thành phố Đà Lạt. Nó là một cái hẻm nhỏ, có cái dốc rất là cao. Nhìn lên cái là thấy cái quán liền. Mọi người không biết thì có thể tìm trên Google Maps cũng được. Cái nước sốt thì rất là đặc biệt nha. Như là nó có chanh dây trong này. Đố các bạn đây là món gì? Đây là món gì? Đây là thịt trâu gác bếp. Nhưng mà thịt trâu gác bếp này là thịt trâu gác bếp Sơn La, cũng là Tây Bắc đó. Có điều là cái nước chấm này nó hình như là nó không có phải là chấm chiếu như là bác Tân nói. Tại vì nãy nó cho cái chanh, thành ra nặng như đây. Hình như là không đúng rồi đó. Ok, thử miếng rồi. Ngon, thơm, thơm lắm. Thơm hơi bò. Hình như là chỉ có quán này có cho các bếp thôi. Chẳng thể nào đổi thay, anh biết thời gian chẳng thể nào quên đi được.
quán cà phê Melon Coffee Garden, hơi xa trung tâm thành phố một chút xíu, có 14 cây. Cho anh là một cái mocha đen đá. Mocha bơ sữa. Mocha bơ ạ. Anh là mocha đen đá nhưng mà cà phê trộn đó nha. Tại anh đây với em luôn ạ. À, bao nhiêu? À, ô quên. Dạ, 95 ạ. Hoàn cảnh khá là đẹp ha. Đây là cái cà phê gọi là Thần Thánh mà tuổi teen với trẻ chúng mình lên Đà Lạt và hiện nay là toàn là lên đây để check in. Anyway, man đang uống một ly cà phê gọi là đặc biệt nhất ở đây, gọi là cà phê chồn. Đây nè, bây giờ giới thiệu với các bạn, đây là cái chuồng, cái nơi mà để người ta nuôi chồn nè, để ra cái cà phê mà chồn đó. Đó thì đây là phân chồn. Phân chồn nó bằng là cà phê rồi. Đây, còn đây là cái chuồng nuôi chồn. Thì nó có một con ở trên kia. Đó, thấy không? Thấy con đó không? Đây là chồn chó. Đây là một cá chó. Nè, ở đây gần viên chồn nhất này.